Dạ, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay con được biết đến hoàn cảnh của em Kiệt. Dạ, em 16 tuổi. Dạ, em bị bệnh u ác của xương và sụn khớp của các chi. Dạ, nhà em thì ở xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang. Dạ, hôm nay con thay mặt cho cô quản lý ở Pháp và một người bạn ở Mỹ. Dạ, thì đến nhà của em Kiệt để hỗ trợ giúp tiền cho em để đi điều trị bệnh nha. Dạ thì để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em Kiệt như thế nào thì con cũng mời bà cô chú cùng vào trong nhà. Dạ em chào chị. Thường là em Kiệt ở phía sau nhà hả chị? Ở trước không có đường đi tiếp rồi. Dạ, ở trước là không có đường vô hả chị? Thường là mình đi ké đường ta. Dạ. Vô nhà chị là phải đi bọc cái phía sau, mình đi đường sau lên. Chị chào em nha. Dạ, chị qua đây ngồi đi ha. Dạ em ngồi bên đây. Dạ đây là chị Lan, là mẹ của em Kiệt không mà cô chú. Dạ em chào chị Lan nha. Dạ. Còn chồng của chị đi làm hả chị? À đi làm. Ai muốn gì làm nấy em ơi. Dạ thì anh thì ai muốn gì làm đó. Rồi bữa nay là người ta mướn thì đi làm hả chị? Đi cây lúa với người ta đi cây công á. Dạ đi cây lúa. Lúc trước chị làm công việc gì hả chị? Chị làm công ty An Giang Sầm Hoa Mai về giá. Dạ, chị làm công nhân. Rồi em Kiệt là bị bệnh từ năm nào hả chị? Tháng 6, 2023 là bắt đầu bệnh, bắt đầu phát bệnh. Lúc em phát hiện bệnh là lúc đó là em học lớp mấy chị? Là lớp 9, thi xong lớp 9 thi tuyển sinh 10 luôn. Dạ. Là bà cháu nó bị nhức cái chân. Rồi chị mới đi xuống khám với bệnh viện Hạnh Phúc á. Là ở dưới bác sĩ nói là cháu nó có khối u nhưng mà không biết là ác tính hay là lành tính. Rồi bác sĩ kêu là đi ung bướu Sài Gòn. Dạ. Đi liền không có chờ. Rồi chị mới đi, hai chồng chị mới bao xe đi ra ngoài khám dịch vụ là 10 triệu tổng hết trơn luôn. Là có kết quả là cháu bị khối u trong xương, là ung thư xương. Dạ. Ác tính. Là phải chuyển qua bệnh viện ung bướu để mà hóa trị. Khi mà mổ xong rồi là cái chân của cháu nó sưng lên dữ lắm. Nó sưng lên là nó nhức. Nó nhức mà nó sốt 39-40 độ, nó sốt hoài, nó không chịu hạ. Thì qua bển thì bác sĩ cũng làm xét nghiệm lại từ đầu. Thì kết quả là nó bị ung thư giai đoạn 3. Rồi mới hóa trị mà thuốc ở trong danh mục bảo hiểm nó không có đáp ứng được cái con vi trùng ung thư. Nó không có xẹp cái khối u xuống. Thành ra phải dùng thuốc ngoài là thuốc chemodoc là một lọ là 4 triệu. Là nó phải dùng là 5 lọ. Thuốc chống ói là lúc đó nó ói lắm, vô là nó ói nó dập đi lắm. Cho nên là bác dùng thuốc chống ói loại tốt là 1.665.000 một lọ, là dùng 4 lọ. Là tổng chi phí là một to của nó là 25-26 triệu. Nếu như phát sinh thêm là tầm cỡ 30. Dạ. Đến hiện tại bây giờ là em được đi bao nhiêu to hả chị? 13 to. 13 to. Ừ. Bác sĩ nói là hết cái liệu trình là khoảng bao nhiêu to? 18 to. Nếu như 18 to này mà cháu đi hết đoạn đường 18 to này thì sẽ tạm thời sẽ ngưng hóa trị qua theo dõi chứ không được duy trì. Là theo dõi hàng tháng hoài. Tại vì cái bệnh này là không có ngưng được. Là hai cái chân của em bị mổ đúng không? Mổ hết luôn. À, con lật cái chân lên cho cô coi. Đây. Bên đây có cái đường mổ. Dạ. Là mổ cái bên chân đây. Bên đây nó nhẹ hơn bên kia hả chị? Vậy là em bị hết hai chân luôn đó mà cô chú, hai chân đều mổ hết. Bên kia là mình phải băng. Đúng rồi, phải băng. Dạ. Tại vì cái vết mổ nó quá dài mà nó chưa có lành nữa. Là mổ là thà đi vô đi hóa trị 4 to cho nó xẹp cái khối u xuống. Dạ. Rồi xong rồi mới đi mổ. Là mới mổ là tháng 11 2023 là ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình một tháng. Xong rồi mới quay trở về bệnh viện ung bướu là để hóa trị tiếp. Là tới nay là cháu được 13 to. Là vết thương nó hiện tại là nó mới có 70% thôi, còn 30% nữa nó mới lành cái vết thương ở trong đó. Là cháu mổ bên đây. Lấy xương chậu của nó đắp qua cái chỗ này, tại vì khối u nó đã ăn mất hết 1/3 xương. Là phải loại bỏ xương đó. Rồi thành ra giờ hiện tại là cháu không đi được, phải ngồi xe lăn. Dạ. Em có thấy chiếc xe lăn ở ngoài trước, là xe lăn đó là chị mua để đẩy cho em đi không? Đúng rồi đó. Chiếc xe kia là đẩy một năm nay là nó đã bị hư rồi.
tại mình thường xuyên mình đẩy lì ghì nhiều đó, như giờ là anh chị cũng đuối lắm rồi, giờ trong nhà cũng cháu thì sắp sửa đi thêm to nữa, bây giờ anh chị cũng nhờ em chương trình của em kênh Hương Quê như là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu Kiệt nó được tiếp tục điều trị. Bác sĩ nói là cái chân của em có khả năng đi lại được không chị? Tỷ lệ khả năng đi lại nó hơi thấp, là nó chỉ có 50-50 thôi. Là lúc đầu mổ là đòi cắt nhưng mà gia đình không có chấp nhận được là em phải bỏ chân. Cho nên là phương án giữ lại thì bác sĩ nói biết đâu khi hóa trị xong rồi thì vết thương nó lành rồi có thể là cháu đi lại nhưng mà đi sinh hoạt bình thường thôi. Nó chỉ đi lại bình thường thôi. Nhưng mà trong quá trình quá trị từ hồi ấy tới bây giờ, cái vết thương nó không có chịu lành. Khối u nó quá nhiều thuốc, như là thuốc mạnh đó mà nó vẫn không có ấy. Nó vẫn không có mà hết. Bữa hổm là cắt ra rồi, cắt cái bột ra rồi, là kiểm tra rồi. Vết thương nó vẫn chưa có lành, nó không có khô lại. Bây giờ nó bó tiếp tục, giờ lỡ rồi đánh thuốc. Nếu như mà đánh thuốc không được nữa là buộc lòng phải tháo luôn, cái bỏ luôn cái chân của em luôn. Dạ, bây giờ mình phải tiếp tục vô hóa chất. Vô hóa chất nữa. Vô hóa chất chờ nó lành cái vết thương ở bên trong. Nếu như mà nó kết cuộc lại mà không được nữa thì buộc lòng em cũng phải bỏ luôn. Bỏ luôn cái chân bên đó luôn, là từ đó tới giờ mình dưỡng là coi như là không có được luôn rồi đó. Bác sĩ nói là trong các ung thư là bệnh ung thư xương và ung thư não và ung thư máu là nặng nhất trong các loại ung thư. Là quá trị nó rất là nhiều, từ 18 tới 24 to. Nếu như 18 to mà nó không có diễn biến tốt thì có thể là sẽ cho 24 to. 24 to không được nữa là trả về luôn. Dạ. Vậy là mỗi lần chị đi lên Sài Gòn điều trị một to như vậy là hết chi phí luôn bao nhiêu hả chị? Tổng chi phí luôn là điều trị bên ung bú và bên chứng minh chỉnh hình luôn là tầm khoảng cỡ gần 40 triệu. Gần 40 triệu là cho một lần đi. Là 3 tuần đi. Chị với em đi đi lên Sài Gòn một lần để điều trị. Đi Sài Gòn một lần. Dạ. Chi phí rất là cao luôn. Mà từ lúc trước tới giờ thì anh chị cũng đi làm mướn. Giờ anh làm mướn ngày được nhiêu hết tiền? Nếu như em cấy từ 6 giờ tới 12 giờ thì được 180 ngàn. Còn nếu như mà em cấy theo tiếng, tính tiếng thì được 40 ngàn một tiếng. Từ 12 giờ tới chiều là 40 ngàn một tiếng. Thường thường là ảnh hay ai kêu thì ảnh làm thêm chứ ảnh không có về sớm. Chỗ nào mệt lắm mới về. Rồi gán mằn vậy đó. Rồi chị thì ở nhà có gì ăn nấy. Hai mẹ con thì hấp hẩm hiu vậy đó. Lo chủ yếu là lo cho cháu nó có sức khỏe đặng nó chống chọi với bệnh tật, tại vì mỗi lần quá trị là nó rất là đau khổ, nó đau lắm. Em nhìn cái tay của nó nè, cháy ven hết trơn luôn nè. Cháy nè, thuốc á là cháy nguyên một đường lên đây luôn, là đen hồi lùi, là mình mới có về đắp nước á cho nó bớt đặng mà lên. Còn mình lấy máu là hai bên tay bên đây nè, hai bên cùi chỏ. Một lần như vậy là lấy 3 lần máu. Lên là bắt đầu xét nghiệm máu trước. Lấy 2 ống máu. Xong rồi kết quả ổn, đủ sức khỏe mới đánh thuốc, mới vô thuốc. Rồi nếu như mà không đủ sức khỏe thì phải truyền cho nó đủ sức khỏe rồi bắt đầu mới đánh thuốc lên. Cứ 2 tháng là nó phải xét nghiệm thôi lại một lần. 2 tháng là xét nghiệm MRI với CT tất cả các thứ lại cho nó coi cái tình hình của nó, cái vết thương của nó như thế nào. Bây giờ là cái chân này không đứng được luôn. Giờ đứng vậy là cái nó đau, nó bị mất một cái miếng xương rồi, thành ra giờ nó đứng vậy là nó đau, thành giờ không có đứng gì được. Không có vận động gì được hết. Chỉ nằm một chỗ thôi. Đi tới lui thì chị phải dìu đi mới được. Chị mới dìu. Hoặc là để lên xe lăn. Như ở đây thì nhà chị gần toilet thì lết vô được. Còn ở bệnh viện thì cũng nhờ mấy người nuôi chung á, người ta tiếp. Chị cũng rất cảm ơn hai vợ chồng em. Cảm ơn hai chồng em rất là nhiều luôn. Và cảm ơn mà những Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ những mà bé nào mà bị bệnh ung thư như vậy. Thì hôm nay em cũng được biết đến hoàn cảnh của em Kiệt đây, thì em đến hỏi thăm sức khỏe của em. Và sau đó em cũng thay mặt cho cô Hoàng Yến ở Pháp, thì cô cũng được biết đến hoàn cảnh của em đó. Thì cô hỗ trợ cho
em kẹt cái số tiền 10 triệu nha chị để giúp cho em điều trị bệnh. Dạ. Dạ, đầu tiên em thay mặt cho cô quản lý ở Pháp, dạ, gửi số tiền 10 triệu cho chị Lan nha, để cho chị đi điều trị bệnh cho em Kiệt. Dạ, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Căn bệnh của em Kiệt đây thì tốn rất là nhiều tiền luôn, thì được cô biết đến thì cô hỗ trợ cho em số tiền 10 triệu để điều trị bệnh nha chị. Đây là tấm lòng của cô Hoàng Yến ở Pháp. Chị cũng thay mặt gia đình cảm ơn gia đình cô Hoàng Yến ở Pháp, và chị và con cũng chúc cô, gia đình cô được luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và con cảm ơn cô rất là nhiều. Sau cùng là chị cũng cảm ơn em hai chồng em nương kênh Hương Quê đã giúp đỡ chị và cháu Kiệt có một số tiền để mà cháu nó đi điều trị tiếp. Dạ, dạ. Thay mặt gia đình và con cảm ơn ạ. Dạ, đó là tấm lòng của cô Hoàng Yến. Và tiếp theo đây là tấm lòng của một người bạn ở Mỹ, thì bạn này cũng xin được phép giấu tên đó chị. Thì bạn có gửi cho Nương 200 đô ở trên PayPal, thì Nương đổi được số tiền là 4.758.000. Dạ, thì em sẽ thay mặt cho người bạn nó gửi tiền cho chị nha. Dạ, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 4.758.000. Đây là tấm lòng của người bạn ở Mỹ. Chị cũng thay mặt gia đình và cũng cảm ơn bạn của em nương. Và chúc sức khỏe bạn của em nương được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Thì em cũng chúc cho em Kiệt đây có thật nhiều sức khỏe nha, để tiếp tục điều trị bệnh. Dạ. Thì cảm ơn con, cảm ơn mà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con đi con. Dạ, con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân và cô Vinh Hương Quê. Cảm ơn. Rồi, chị chúc cho em có thật nhiều sức khỏe nha, để tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Cố gắng điều trị nha, để cho mau lành bệnh. Dạ. Đây cũng là chút tấm lòng của cô Hoàng Yến và người bạn ở Mỹ dành tặng cho em. Thì cô Hoàng Yến với người bạn nó cũng chúc cho em nhanh chóng khỏi bệnh nha. Chị cũng gửi lời mà cảm ơn đến cô Hoàng Yến và người bạn của em ở bên Mỹ. Và chúc thật nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc và luôn luôn là mạnh khỏe. Và chị cũng cảm ơn hai vợ chồng em nương kênh Hương Quê đã giúp đỡ chị và rất nhiều. Đây, con cảm ơn tấm lòng của cô Hoàng Yến ở Pháp rất là nhiều. Và một người bạn ở Mỹ cũng xin được phép chúc tên. Dạ, thì chúc cho cô Hoàng Yến và người bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và thành công trong cuộc sống. Dạ, rồi em chào chị. Chị chào em nha. Dạ, thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.